Cái người này từ nhỏ tới lớn 60 tuổi, 50 tuổi không biết chùa, không biết Phật gì hết, ở vùng sâu vùng xa biết. Hoàn toàn không biết, cho làm ăn thôi. Nhưng bây giờ đau rồi, giao hết cho con. Cái quan trọng là xả ly, giao hết cho con. Thôi bây giờ mẹ bệnh rồi mẹ không có lo nữa, mẹ giao hết cho các con lo đi, thôi mẹ không rảnh. Gặp một vị tăng ni họ đến họ thăm bệnh, hay là một người Phật tử họ đến họ thăm bệnh, họ nói bây giờ chị á không có lo chuyện gia đình nữa, rảnh rỗi lắm là chị niệm Phật đi. Chứ bây giờ cả cuộc đời rồi chị thấy không, làm bao nhiêu cực khổ rồi, bây giờ nhắm mắt rồi nó được cái gì đó, thôi bây giờ niệm Phật đi. Nam Mô Đà Phật đâu có tốn kém, đâu có cần trình độ văn hóa gì. Rồi cầu sanh tịnh độ, nguyện sanh tịnh độ. Cái người này họ phát tâm họ niệm. Nhưng cái đặc biệt của họ là họ không còn vướng bận cái gì ở thế gian này nữa hết. Tài sản, sự nghiệp, làm ăn giao lại cho con hết. Nhà đạo Phật gọi là xả ly, tức là xả. Bây giờ hành giả niệm Phật tinh tấn lắm thì con cháu trong nhà người ta tin tưởng, thấy mẹ mình lớn tuổi rồi, bây giờ mẹ mình phát tâm tu hành thì con cháu nó trợ duyên. À nè, đến khi cái hành giả này 100 tuổi, tức là con cháu là ban hộ niệm, không khóc lóc, không sát sanh, không làm những cái chướng ngại để cho cái hành giả đó được sanh tịnh độ. Năm 65, thầy kể lúc là thầy ở Huệ Nghiêm, thì mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ mất ở dưới Tân Hương. Thì Hòa Thượng Thiền Tâm mới dẫn anh em học tăng về đó để tụng kinh trợ niệm cho bà. Thì đầu tiên hết hai thầy nói chuyện với nhau thế này. Thầy Thiền Tâm thầy nói thầy hay quá, mẹ thầy mất mà thầy bàn với anh em ở trong nhà làm chay cho bà hay đó. Chứ đôi khi mình tu mà anh em họ không có nghe, họ không có tin tưởng, họ sát sanh rồi này tội nghiệp cho bà. Đó là cái lời của thầy Thiền Tâm nói. Thầy Bảo Huệ mới nói thế này, cũng có duyên đó thầy, mẹ tôi mất rồi tôi họp anh em lại, tôi có 5 anh em mà tôi bàn làm chay cái đám cho mẹ tôi, là ai cũng thống nhất hết, tôi mừng quá, mừng quá. Cái đó cái duyên đó thầy. Mà cách đây đó 1 năm đó thầy, cái làng trên tôi đó có cái ông lão này, ông tu tịnh độ, ông tu kỹ lắm thầy, mà ông có cái tâm tốt lắm. Tết ông ấy cho gạo đồng bào nghèo, du lan báo hiếu ông cho quà đồng bào nghèo, ai nghèo chứ ông có hòm chôn ông cho, ông tốt lắm. Tu niệm Phật mà ông tốt lắm. Thế mà ông chết rồi thì con trai ông nó không có đứa nào tin hết. Nó làm heo, nó tế, thằng nó làm con nó tế. 3 ngày 3 con. Cái bữa chót hết làm thêm con nữa để ngày mai đó đạo tùy họ đi khiêng. Họ chôn rồi họ về, họ dỡ rạp, họ trả bàn ghế này kia khác nọ. Vừa làm con heo đó xong rồi thì ông nhập cho cái đứa cháu nội 15 tuổi leo lên cái bộ khoảng ông ngồi, ông kêu mấy đứa con lại, ông nói ban đầu nói đàng hoàng lắm, này các con nè, bố còn sống đó là bố lo bố tu. Bởi vì sao? Thánh Hiền nói để vàng cho con mà con không biết giữ, để sách cho con mà con không có đọc, không bằng để cái âm đức mờ mờ bên trong nhưng mà trường cửu chi kế, tức là nó không có mất. Bố để cái đức lại cho các con. Thế thì bác bố vừa mới mất thì không có đứa nào tin tưởng hết, sát sanh. Bây giờ họ bắt bố giữ cái bầy heo, họ đánh đập, họ làm đủ thứ chuyện hết. Chừng đó ông trở cái giọng, ông nói to lên, ông nói to lên. Mấy đứa con hết mới lại nó là xin nhận cái khuyết điểm. Thôi đem cái con heo đã cho hàng xóm hết, không có làm heo nữa. Từ cái câu chuyện đó mà làng trên xóm dưới năm ngoái năm nay đó
nhà nào có đám tang là làm trai hết, không ai dám làm heo hết. Cái chuyện đó năm 1960 mấy đó, lúc đó thầy còn học ở đó 4 năm, tức là 64 thì học lên 68, thì cái câu chuyện đó nó xảy ra là lúc còn học ở đó. Như vậy để quý vị thấy rằng khi mà cái người trong gia tộc của mình mà có 100 tuổi già, tức là chết đi, mà con cháu đừng làm cái chướng ngại, là một cái điều tốt, một cái trợ duyên thù thắng để cho cái người đó họ được vãng sanh. Như vậy là cái nhân duyên thứ tư gọi là nhân duyên thù thắng, tức là cái người này từ nhỏ đến 50 tuổi chưa biết niệm Phật, bây giờ bệnh rồi, giao hết tài sản công việc làm ăn của gia đình cho con, có một người bạn tốt, người bạn lành, họ đến họ thăm bệnh, họ khuyên niệm Phật, thì cái người này niệm Phật. Cái nhân duyên. Rồi con cháu họ thấy như vậy, họ tin tưởng, họ không làm điều cái chướng ngại khi cái người đó tắt thở, mà con cháu họ hoặc giả là ban hộ niệm, hoặc là thỉnh chư tăng ni đến để trợ duyên cho cái hành giả đó, ta gọi là nhân duyên thù thắng. Trăm người thì trăm người vạn sạch. Tôi nói thế thì quý vị thầy, chứ cái người gì đó họ không có ăn đâu. Thầy kể ở dưới Cần Thơ quý vị nghe, gần chùa Phật học Cần Thơ có 4 căn thôi, tức là chùa Phật học đó cất chùa mới, đem đồ gửi bên cái nhà đó, chuông mỏ đồ này kia khác mà gửi trong cái nhà đó Phật tử. Cái con gái của cái anh chị này 23 tuổi, nó học đại học kinh tế của thành phố Cần Thơ. Thế thì có cái chú này nhập vô hồi nào thì gia đình không biết, mà mới xin mua một cái đải của quý thầy mang đó, mua cái áo tràng, mua cái sổ chuỗi để vào đó thỉnh thầy xuống làm lễ xuất gia cho chú đó. Hai vợ chồng mới xách xe từ Cần Thơ ra Vũng Tàu. Thưa với thầy, thầy nói hồi nhỏ lớn thầy chưa làm cái đó. Xuất gia thầy phải sống, cho chết thì sao xuất gia? Không có làm cái đó được, tôi chưa làm. Hai vợ chồng mới năn nỉ, bây giờ họ xin đó thầy. Bây giờ con mua cái đải rồi, mua sâu chuỗi rồi, mua cái mũ len rồi, mua áo tràng rồi, nhưng mà qua bên chùa Phật Cộng Cần Thơ mời thì họ không chịu. Họ không chịu, phải ra Vũng Tàu mời. Tụi nó thôi vậy có duyên với thầy, thôi để thầy thôi về đi, bữa nào thầy xuống thầy điện thoại cho, để số điện thoại lại đây. Thì cách đó cũng cả tuần lễ thầy mới xuống. Xuống dốc cầu Cần Thơ, thầy nói tài xế, con tắp xe vô đó, con gọi cái số điện thoại này ở nhà họ ra, nó rước mình cho mình có biết ở đâu mà vô. Thì mới nói về đây, cô đó cổ giơ cái tay cổ đón thầy, cái cô sinh viên đó, mà cái dông đó nó nhập vô, nó lái xe cho cổ không có lái, cô không biết, cổ giơ tay cổ chào thầy, thôi đi theo cô đó đi, nó về nhà đi. Xuất ra rồi cổ nói cô không biết, cổ đâu có lái. Đặc biệt không? Rồi nó trên cái bàn đó để cái mâm, để cái đải áo tràng sâu chuỗi và đợi đó. Thầy uống nước xong rồi thầy làm để xuất gia. Xong rồi cổ nói cạo tóc sư phụ. Tôi hỏi cạo ai? Cạo cái cô sinh viên đó. Trời đất ơi, sao mày biết tao cạo rồi mày xuất ra, nó gọi cảnh sát bắt tao làm sao? Không có được. Mày biết cái chuyện trần ai quá, nó làm sao làm được? Không cạo con xuất ra không có được. Tức là không cạo rồi xuất ra không được. Thì tôi hỏi cha mẹ cô sinh viên giờ làm sao, anh chị tính sao, cạo không? Mà nó nói không cạo nó xuất ra không được. Giờ cạo tôi không dám cạo. Bây giờ anh chị làm giấy viết vô đi. Hai vợ chồng mà lấy con tạp xé, cái tờ chính giữa đô đó ký vô, thầy đem ra ngoài hè thầy cạo. Chứ không làm sao dám. Con ta sinh viên tự nhiên, gái này cạo tóc, nó đang đi học nữa. Thì trong khi cạo đó thầy mới hỏi chứ con ở đâu, bao nhiêu tuổi, lý do sao chết? Con ở Mỹ Tho đó sư phụ, mà hai thằng bạn đi dự cái lễ sinh nhật, thằng bạn con nó uống rượu quá trời, nó chở con rồi nó té, hai đứa té cho ngày đụng hết, con thì chết tại chỗ,
còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa đó 2 ngày sau mới chết, 19 tuổi, 27 năm, kể vậy đó. Thì thường nói kể này kể cho ai biết đâu, rồi có tới nhà nó đâu biết. Sư phụ ơi, nhà con giàu lắm, tới cái ngày giỗ con đó, làm con heo quay, bạn bè đông lắm, ăn không đủ, làm theo con chó nữa, mà con không có ăn. Con thấy tội nghiệp quá, con đi tu để con độ mấy con heo con chó đó. Quý vị nghe chưa, ma nó nói đó, nó không có ăn, mà nhà nó đám giỗ làm con heo quay, ăn không đủ làm theo con chó, mà nó đâu có ăn. 17 năm, tức là 27 năm, 19 tuổi, bây giờ nó phát nguyện nó đi tu để nó độ mấy con heo mấy con chó đó. Như vậy để quý vị thấy rằng khi người trong gia đình của mình có 100 tuổi già thì con cháu đừng làm cái điều chướng ngại, đừng có làm cái điều chướng ngại. Thứ nhất là khóc lóc kêu réo là cái chướng ngại. Thứ hai là sát sanh hại vật là cái chướng ngại. Thay vì cái hành giả này có thể họ được cái phước, họ được cái nhân duyên, họ vãng sanh cực lạc, mà do con cháu làm cái chướng này họ không thể vãng sanh được. Cho nên thầy mới nói với quý vị rằng mình là Phật tử, dù ít dù nhiều mình hiểu được giáo lý ngôi nhà Phật, thì những cái gì Đức Phật dạy, quý thầy có kinh nghiệm nhắc nhở chúng ta cố gắng. Đôi khi họ làm cái đám tang cho mẹ họ, cho bố họ, để thiên hạ họ khen thế thôi. Cái ông đó có phước quá, chết còn làm cái đám ma lớn quá, nhưng mà người chết không có hưởng được gì hết, không hưởng được gì hết, mà tốn tiền, mà còn phải đọa nữa là các. Như vậy trong 4 cái nhân duyên, nhân duyên hội đổ, có nhân thiếu duyên, không nhân không duyên, và cái nhân duyên thù thắng. Bây giờ nói cái đối nghiệp vãng vãng sanh. Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện tiếp dẫn 2 đối tượng, một là nhất tâm, 2 là đối nghiệp. Thì qua bên Úc thì Hoằng Pháp, thì ngay cái chùa Linh Sơn của Hòa Thượng Quyền Vi, Hòa Thượng có 2 cái chùa ở trên Rích Bình, một cái ở Miêu Bình, một cái. Thì thầy giảng tại cái chùa ở Miêu Bình đó, thì mấy ông cư sĩ đó, ông ấy nói thế này: con nghe một cái băng, nhưng mà trong đó đó, cái vị pháp sư này nói thế này: thiền tông chấp nhận nhất tâm vãng sanh, chứ không chấp nhận đối nghiệp vãng sanh. Vị ấy mới nói thế này: cái cõi Phật A Di Đà là cõi thuần tịnh, thì không thể có một người còn mang nghiệp về đó làm rối thêm cái cõi nước của người ta, cho họ không chấp nhận. Thiền tông họ không chấp nhận. Cái vị cư sĩ đã nói như vậy, mà họ đưa ra cái băng đó đàng hoàng, cái đĩa đó đàng hoàng, giảng tại chùa Tam Bảo ở Rạch Giá, họ đưa ra cái vấn đề đó. Thầy né, thầy không có trả lời. Thầy nói thôi, để tôi đi hết mấy cái băng ra, tôi trở lại rồi tính. Mình nói về đặng mình cút luôn, đụng chạm nó mệt lắm. Mà cái vị đó là ân sư của thầy, sao thầy dám? Thôi thầy né đi. Thầy đi lên trên Rích Bình, trúng cái chùa Linh Sơn đó, thầy mấy ông đạo hữu này điện lên cho mấy ông đạo hữu kia, bắt thầy phải trả lời. Hết chạy rồi, bây giờ hết chạy rồi, ở Miêu Bình trúng Linh Sơn, lên Rích Bình trúng Linh Sơn, nó hết chạy rồi, cho nên phải trả lời. Thầy mới nói với quý vị đã thế này: thầy học thì học hết, thiền cũng học, tịnh cũng học, mật cũng học, học hết, nhưng mà thầy tu tịnh độ, thầy tu tịnh độ, thầy không dám phê phán cái tôn nào hết. Bởi trong cái cương lĩnh Hoằng Pháp Hòa Thượng Quyền Vi dạy thầy đó, không được công kích 10 tông phái của Phật giáo. Mình tu thiền, người đó tu tịnh độ, thì cái tông nào mình chọn mình tu thì mình quyết mình tu, không được công kích, thầy đâu có dám. Mà bây giờ đó, mấy đạo hữu ở dưới Rích Bình nó hỏi rồi, bây giờ lên đây hỏi nữa, thì thầy nói thầy biết, nhưng mà không phải cái sở trường. Thôi thì bây giờ tạm thời thầy nói cái chỗ đó để quý vị nghe. Bên thiền tông thì tứ quả sa môn,
Đó nè, đầu tiên hết là chứng cái quả tu đà hoàng, gọi là dự lưu, còn phiền não. Cái quả thứ nhì gọi là thất lai, cái quả thứ ba là nhất lai, cái quả thứ tư là vô sanh A-la-hớn quả. Thì ba cái quả này còn phiền não. Còn phiền não, còn phiền não tại sao chứng quả thánh? Dự lưu tức là mới dự vào cái dòng thánh thôi, tức là căn bản phiền não mới diệt được vô minh, nhưng mà trần sa hoặc chưa diệt được, mới diệt được vô minh hoặc trần sa chưa diệt được. Thì tại sao bên thiện tấn tình ta chứng quả rồi phải tu lên cái quả thứ hai tư đà hàm, lên thứ ba a na hàm, thứ tư mới là a la hớn, là vô sanh. À, như vậy thiền tâm đó. Thế thì bây giờ tịnh độ đó, Đức Phật Di Đà tiếp dẫn hai đối tượng, nhất tâm là một, đối nghiệp là hai. Người này còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ. Trong kinh Đại Tập ngài nói thế này: cái cây kim may áo đó, mình bỏ xuống như mặt nước, nó chìm sát đáy. Cây kim thôi, cái trọng lượng nó là bao nhiêu mà mình bỏ xuống mặt nước, cây kim nó chìm sát đáy. Còn đá sắt người ta chở hàng trăm tấn qua biển Đông được, lý do tại sao? Nhờ chiếc tàu. Không có chiếc tàu thì kim này cũng chìm mà sắt đá cũng chìm bình thường. À, quý vị thấy không, Đức Phật đưa ra cái thí dụ đó. Thế bây giờ nghiệp của chúng sinh dụ như sắt đá, cái đại nguyện Đức Phật Di Đà dụ cho chiếc tàu, nhờ chiếc tàu mà chở mình qua tịnh độ. Không có chiếc tàu là thua hết. Thế bây giờ ngày này, hồi nhỏ đó, sư phụ thầy dẫn thầy đi hộ niệm, mà cái nhà đó đó không có đi chùa. Thầy nói người ta đâu có đi chùa đâu mà đi hộ niệm, thầy không có đi. Cái gia đình nào có đi chùa thầy đi, còn cái gia đình không đi chùa thầy không đi. Thầy nói cái bà đâu có đi chùa đâu mà niệm. Sư phụ nói con còn nhỏ con không biết đâu, mai mốt con lớn rồi con mới biết. Thầy chống đối thầy không đi. À, quý mình chưa học, bây giờ thầy biết rồi. Bây giờ quý vị hiểu tại sao cái người chết đuối ở dưới sông nó không cho mình lội xuống mình vớt họ. Lý do tại sao? Phải đưa cái xào, đưa cái phao chứ không cho mình nhảy xuống. Mình nhảy xuống họ ôm mình đã chết luôn. Cái người chết đuối không bao giờ mình nhảy xuống họ ôm chết. Cho nên cái người chết đuối là trong lúc đó họ rất là sợ hãi, hoảng loạn đủ thứ, mất niềm tin, sợ hãi, rối loạn hết. Bây giờ họ vớ được cái gì họ ôm chặt, mà mình đi cứu họ mà họ ôm mình thì mình cũng chết với họ luôn. Như vậy là cái hình ảnh cái người chết đuối đó, để chúng ta thấy rằng cái người khi chết rồi cái thần thức của họ rất là bời rời, rối loạn giữa cái sống với cái chết. Một cái hình ảnh mà trước mắt của họ trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Linh Hữu nói tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn. Cái cảnh chết nó hiện ra trước mắt họ dễ sợ lắm, tiếng gầm tiếng hét như cái hình ảnh nói rồi. Bây giờ họ đi chơi với được, họ gặp cái gì họ cũng vớ được hết. Thì bây giờ mình niệm Phật cho họ thì họ nương cái tiếng mà niệm Phật đó. Đó nè, giống như cái người chết đuối họ nắm được cái sào, họ nắm được cái phao vậy. Tội nghiệp họ lắm. Thì minh quả cái này để quý vị thấy. Cái chú này ở Vĩnh Long, chú làm cái nghề lái xe trái cây ra ngoài biên giới bán cho Trung Quốc. Đi một chuyến xe như vậy 10 ngày 15 ngày mới về. Thì nhà chú nghèo, chú lấy vợ rồi ở nhà bà ngoại vợ, chứ không có về nhà chú. Nhà chú nghèo lắm. Thì vợ của chú đó là mới tư tình với người cậu ruột, tức là em của bà ngoại mang bầu. Thì họ mới tính bây giờ đó, để cái chuyện này nó lùm xùm ra nó xấu hổ, à, họ mới âm mưu họ giết chú để họ bịt cái mối này. Ở chừng này cái cô này đẻ ra nó là con của cái thằng đó. Thế thì bữa đó đám giỗ nhà bà ngoại đó,
đám dỗ ông ngoại vợ, mới cho chú uống rượu thật là say, mới khiêng vô phòng. Thì tối khuya đó, bà ngoại chú, bà ngoại vợ chú, cậu chú bị say mà biết gì, đè chân đè cổ, bóp cổ chết. Thì má chú với chị chú là ở Phú Lâm, người chị ruột ở Phú Lâm này, mới cho hai về nói nó bị phong xù cạo gió, nó chết. Thì thấy cái cổ nó bầm mà, cho nên người chị ruột với bà mẹ thì lo khóc thôi. Bà ngoại thì ôm mẹ chú lại khóc, vợ chú thì ôm người chị ruột lên lầu khóc. Họ đóng cái kịch rất là kỹ, cho nên hai người họ bất cẩn, họ đem đi chôn. Mới xuống Tri Tôn, mới rước mấy ông thầy miên đó lên ếm, sợ cái quan hồn thì về nó báo quán. Họ làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa, cái nhân quả mà họ sợ cái báo ứng. Thế thì chú ở trong cái cảnh tối tăm mờ mịt 10 năm trời như vậy đó. Bữa đó chú mới nghe có cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà xa lắm. Chú nói như vậy là có người quen, họ gần với mình nhưng mà chắc xa lắm, họ niệm Phật. Mà nhỏ lớn chú đâu biết niệm Phật là gì. Thì chú phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô đó. Thì cái tiếng niệm Phật nó gần một chút mà hai người niệm. Chú thấy như vậy có kết quả. Như vậy mình niệm thì cái tiếng niệm Phật nó gần một chút mà có hai người niệm. Chú niệm thì gần một chút nữa 4-5 người niệm. Chú niệm nữa thì gần chút nữa nhiều người niệm. Cái chú thấy sáng hết. Chú đi về. Thì chú về chú mới nhập vô cái bà hàng xóm đó là lớn tuổi hơn mẹ chú. Bà ăn chay trường. Chú về nhà bà ngoại vợ chú thấy cái thằng con của chú đó, bây giờ nó 10 tuổi rồi, nó giống cậu vợ như đúc. Chú nổi giận lên, chú muốn dẫn bà vợ ra ngoài đường xô vô xe nó cán chết. Người đàn bà lăng loàn. Trong tâm của chú nghĩ như vậy đấy. Mà chú nói mình biết niệm Phật mà, sao mình làm cái chuyện ác. Từ cái chỗ đó chú dừng lại, chú không chết. Trong bụng chú là chú nghĩ rằng chú dẫn cái người vợ này ra ngoài đường, chú xô vô cho xe cán chết. Nhưng mà chú nghĩ chú biết niệm Phật là chú không làm. Chú mới dẫn cái bà già đó lên Phú Lâm. Chú không có về nhà chú. Nói với bà chị đó, cho người rước mẹ lên, về Vĩnh Long rước mẹ lên. Chú mới kể hết tất cả những cái chuyện đầu đuôi gốc ngọn cuộc đời của chú cho mẹ chú với chị chú nghe. Ra Vũng Tàu đi chiếc taxi 4 chỗ ra mấy. Chị chú mới kể cái chuyện đó. Mới kể đâu có 5-7 phút vậy đó thì chú nhập vô cái bà già ở dưới Vĩnh Long đó. Chú kể hết cho thầy nghe. Thôi được, bây giờ sư phụ quy y cho nha, làm đệ tử nha. Dẫn lên chùa quy y, đặt pháp danh Minh Trí. Rồi xong đi về bình thường. Một năm sau, đó, mấy năm sau chứ, 11 tuổi, mấy năm sau rồi. Bữa đó chùa có cái lễ, thầy đang làm lễ trên chùa, thầy xuống. Thầy thấy mấy người ngồi lúp xúp ở ngoài đó, ngoài gốc cây đó. Thầy hỏi chuyện gì? Thì Minh Trí vô mới nói, sư phụ ơi, bữa nay con nhờ sư phụ giải quyết cái chuyện gia đình con. Con hỏi chuyện gì? Con nói với sư phụ là cái thằng con của vợ con nó lấy cậu ruột nó đẻ ra cho đâu phải con của con đâu. Mà ngày mai chị con đi dự cái tiệc để nó đi Nhật Bổn, nó học nâng tay nghề về công ty của nó, cho nó đi học. Mai chị con đi dự đó, con không bằng lòng. Sư phụ giải quyết cái chuyện này. Tôi nói chuyện của mày đâu phải chuyện tao đâu, mày bắt tao giải quyết chuyện gia đình mày nhiều chuyện quá. Thầy từ chối, thầy không ấy. Nó quỳ xuống nó lại. Thầy mới kêu chị nó, thầy nói cách đây mấy năm nó lên đây nó quy y, nó nói rằng vợ nó lấy cậu, tức là con của bà ngoại chứ đâu phải con nó. Thì tại sao bữa nay đó là đi dự cái tiệc liên quan này
Chị nó nói thầy ơi, người thế gian mà nó khai họ của mình, nó kêu mình bằng cô, thì nó mời con đi dự cái tiệc đó chút thôi. Má nó về nó không chịu, dẫn cái bà già đó lên ra mét sư phụ. Thầy mới nói bây giờ theo ý của con thì sao, Minh Trí tính sao cái vụ đó, chứ sư phụ cũng rối lắm, chuyện gia đình con thầy không biết đâu. Chú nói đâu có chuyện gì, bây giờ chị con á điện thoại cho cái thằng đó đó, ngày mai đó bà nội chở đi cấp cứu, không có dự được cái lễ đó, nói vậy thôi. Quý vị thấy hay không? Ma nào biết sắp đặt công chuyện nhà đó. Thì thôi mày nói chuyện chị mày cho rồi, mày đèo bồng tao chi nữa. Thì chị nó bóc điện thoại gọi liền. Chị nó ngồi đó bóc điện thoại gọi liền: bà ngoại đau nặng, chở đi bệnh viện cấp cứu, mai cô không đến dự lễ của con được. Rồi xong, mấy mẹ con đi về. Như vậy để quý vị thấy rằng pháp môn niệm Phật, khi mà cái người chết đó lúc bình nhật họ chưa niệm Phật, họ chưa biết gì hết, nhưng mà cái giờ phút này có người bạn lành, có tăng ni đến khai thị cho họ, là cái nhân duyên của họ đời trước họ gieo trồng với Phật Pháp, có cái nhân duyên đời trước, cái giờ phút cuối cùng này họ nhờ cái bậc thiện hữu tri thức tăng ni hay là đạo hữu đến niệm Phật trợ duyên, hoài đầu là thấy bờ giác. Trong đạo Phật đó là hồi đầu bỉ ngạn, tức là cần quay cái đầu trở lại thấy cái bờ giác, chứ đâu phải là lâu đâu. Như vậy là cuộc đời có không biết gì Phật Pháp hết, nhưng mà giờ phút này nhờ cái nhân duyên là tăng ni hay là thiện hữu tri thức đến để khai thị khuyên họ niệm Phật, họ này họ khởi cái tâm, cái tâm mà cái tâm mình xây địa ngục thì thành địa ngục, cái tâm mình nghĩ súc sanh thì thành súc sanh, do cái tâm. Và bây giờ cái tâm của cái người chết đó, họ khởi cái tâm họ niệm Phật thì họ được vãng sanh, vì Đức Phật Di Đà phát nguyện là tiếp dẫn chúng sanh hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp, còn nghiệp mà về tịnh độ. Bây giờ nói cái người về tịnh độ mà còn nghiệp, bây giờ nói đây, tức là Cực Lạc chia làm chín phẩm, chín phẩm sen vàng khai thấy Phật. Thế thì cái hàng hành giả mà nhất tâm thì họ vãng sanh về thượng phẩm, trung phẩm. Nhưng mà cái hành giả mà vãng sanh gọi là đối nghiệp thì phải ở hạ phẩm. Mà hạ phẩm chia làm ba nữa: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Phải ở cái phẩm chót nữa, bởi vì mình còn nghiệp mà. Mình học trò dở. Bây giờ tôi ví dụ như mình đi coi hết mấy cái trường đại học. Cái trường đại học A này nó lấy 9 điểm. Rồi mình lắc đầu thôi, không. Qua cái trường thứ nhì họ lấy 7 điểm, cũng không nổi nữa. Qua cái trường họ lấy 5 điểm, 6 điểm. Thôi mình thi cái trường này đi. Mình dở học, học trò dở mà đi. Mấy cái trường mình thi không vô, mình không vô nổi thượng phẩm, mình không vô được thượng phẩm. Thôi thì mình về hạ phẩm, có 5 điểm. Mình đậu là mình là về sinh viên, chứ lại vậy cũng sinh viên thôi. Chứ ai kêu mình gì đó. Nhưng mà thật ra mình dở quá, cái học lực của mình kém quá. Cái trường này để có 5 điểm thì mình niệm Phật mà mình chưa được nhất tâm, mình là dở đi, mình học trò dở đi, thì mình vãng sanh về hạ phẩm, mình cũng là vãng sanh, chứ có được. Nhưng mà chịu khó ở trong cái hoa sen đó. Bởi vì thầy có giảng hai cái bài giảng. Cái bài giảng thứ nhất là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật, cái bài thứ hai là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Lúc đó thầy học là Di Đà Sớ Sao, đó là Hòa Thượng Trí Thủ dạy. Thì trong cái hoa sen ao thất bảo nó có một cái vi diệu hương khiết. Cái hoa sen ao thất bảo nó có bốn cái đức tính: vi diệu hương khiết. Chữ diệu có nghĩa là màu nhiệm. Thế thì cái người niệm Phật ở cái cõi ta bà này, ví dụ như đạo hữu đó là thiện phước, thiện phước niệm Phật ở cõi ta bà này, thì ao thất bảo có cái búp sen. Đó là
nhân niệm Phật thì cái quả của người tịnh độ có cái bóp sen đó, có cái tên thiện phước ở trong. Bây giờ bên cái cõi ta bà này thiện phước vãng sanh, mà hạ phẩm thì cái thần thức khi mà thiện phước chết thì cái bông sen đó từ ao thất bảo nó bay đến trước mặt tại cái nhà của thiện phước đó. Thì cái thần thức của thiện phước rời khỏi cái thân xác này gọi là tiền ấm, thì gá vào cái hoa sen đó, hoa sen họ bay trở về ao thất bảo đó, là ngồi trong cái hoa sen đó mà tu ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo. Vì cõi tịnh độ là cây nước ao hồ chim rừng đều biết thuyết pháp, do Đức Phật Di Đà muốn tuyên dương diệu pháp để độ cái hàng chúng sanh hạ phẩm, cho nên hành giả ngồi trong cái hoa sen đó tu, đến bao giờ sen nở, nghiệp dứt sen nở thì chứng quả đồng với chúng sinh ở thượng phẩm. Cho nên cái đặc biệt của hành giả niệm Phật là mình còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ. Sanh về tịnh độ thì phải tu, vì cái cõi đó là phàm thánh đồng cư độ. Mình tu đến bao giờ nghiệp dứt thì sen nở. Thì trả lời cho mấy vị cư sĩ đó, thế thì tịnh độ và thiền tông giống nhau, tức là người vãng sanh về tịnh độ nghiệp chưa dứt còn tham sân si thì phải ngồi trong cái hoa sen đó tu, đến bao giờ nghiệp dứt sen nở thì mới là chứng quả vô sanh nhẫn. Chỉ như về thiền tông tức là sơ quả rồi nhị quả tam quả tứ quả, diệt hết trần sa hoặc vô minh hoặc thì chứng quả a la hớn, thì đồng nhau đâu có khác nhau đâu, chỉ khác nhau là cái cách tu hành. Như vậy để mình thấy, từ đây đi Cần Thơ người có tiền họ đi máy bay 45 phút tới, cái người thứ hai đó họ đi bằng xe đò phải mất 3-4 tiếng đồng hồ mới tới, cái người thứ ba họ đi xe gắn máy 1 ngày mới tới, một người nữa đi thuyền chèo từ đây đến Cần Thơ mấy ngày mới tới. Cái mục đích là tới Cần Thơ, còn những cái phương tiện đi có khác nhau. Vậy chúng ta đừng lấy lý do rằng tôi đi máy bay tôi chê mấy người đi xe gắn máy, cái người đi xe đò họ chê mấy người đi thuyền, nói như vậy không đúng. Mà cái mục đích là tới Cần Thơ, nhưng cái phương tiện đi nó có khác. Như vậy để quý vị thấy là cái pháp môn niệm Phật, tức là để cứu vãn chúng sinh cái thời mạt vận này. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu chư Phật ở mười phương bỏ pháp môn tịnh độ này thì không thể gọi là cứu vãn, không thể gọi là tế độ. Hành giả trong cái thời mạt pháp này bỏ pháp môn tịnh độ mà tu thì khó mà thành đạo. Vì vậy cho nên là quý vị phải chuẩn bị cho mình để ngày mai khi mình bỏ cái cuộc đời này là đi ba con đường, đừng có vào ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu không được về tịnh độ thì trở lại làm con người ở cõi này mà tu. Bởi vì sao? Cái cõi người này dễ tu. Nếu như ở địa ngục A Tỳ thì không thể nghe pháp được. Người ở trên các cõi trời không nghe pháp được. Cái nạn của người cõi trời và cái nạn của chúng sinh ở trong địa ngục giống nhau, là không nghe pháp được. Chỉ có con người ở cõi này mới nghe được giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên Ngài thị hiện vào cõi con người này làm Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài thuyết kinh thuyết giáo 50 năm, trong đó có pháp môn tịnh độ. Thời cuối cùng, sao bỏ cái cuộc đời trần gian này, quý vị đừng có đi vào ba ác đạo là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, khổ lắm. Và cũng đừng nguyện lên các cõi trời hưởng hến phước báo rồi đọa xuống với nhân gian này. Bằng chứng là Đức Phật lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng độ thánh mẫu Ma Gia, sợ thánh mẫu hưởng hến phước báo sanh rồi này, nguyện sanh về Cực Lạc. Thôi thì cầu chúc tất cả thầy trò chúng ta bỏ cái thân này về Cực Lạc.